Rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em là tính cái giá trị biểu thức, nhưng mà chúng ta phải sử dụng đến cái một cái phím gọi là phím nhớ. Thì các em thấy là trong cái bài tính giá trị biểu thức của lần trước cô hướng dẫn ấy, là chúng ta phải dùng đến cái tính năng của cái phím côn trên máy tính, đúng không? Cái phím côn này. Thế tuy nhiên cái phím côn này nó có một cái hạn chế là có những cái giá trị ấy, là chúng ta không bấm trực tiếp được. Đấy, ví dụ như trường hợp mà logarit như này nhá. Thì lúc đấy mình sẽ phải dùng phím nhớ để mình lưu các cái giá trị này vào phím nhớ trước. Sau đó mình sẽ dùng phím côn. Đây cô ví dụ với cái bài số 1 này. Người ta cho là đặt A bằng logarit cơ số 2 của 7. B bằng logarit cơ số 2 của 3. Bây giờ tính P bằng logarit cơ số 2 của 56 phần 9 theo AB. Thì phương án A họ cho là P bằng 3 cộng A trừ 2B. Phương án B là P bằng 3 cộng A trừ B bình. Và phương án C là P bằng 3A chia 2B. Và phương án D là P bằng 3A chia B bình. Thì cách làm của cái dạng tìm gì ạ? Biểu thức đúng không? Cứ gọi biểu thức thì chúng ta biết rồi. Chúng ta sẽ lấy gì ạ? Cách làm là chúng ta sẽ lấy đề bài này. Đúng chưa? Trừ đi mở hoặc đơn đáp án này. Đúng không? Sau đó các em dùng phím côn nữa đi. Đấy, nếu như không không có tham số thì chúng ta sẽ bằng luôn. Đúng không? Còn nếu có tham số thì các em là sẽ côn, đúng không ạ? Nếu như cái kết quả này mà bằng 0 thì chúng ta sẽ là đáp án chọn. Đúng không? Và kết quả khác không thì các em sẽ loại nó đi. Rồi nhá. Thế bây giờ này. Chúng ta sẽ bấm với cái bài số 1 này. Thì nếu như chúng ta bấm như thao tác bình thường á. Cô reset máy này. Nếu như chúng ta thao tác bình thường là chúng ta sẽ lấy cái đề bài là cái này, đúng không ạ? Cái này đóng vai trò là đề bài này. Trừ đi đây chính là đáp án, đúng không? Đề bài trừ đáp án mà. Đúng chưa? Thế nhá. Thế nếu như cô lấy đề bài trừ đáp án thì cô sẽ có là logarit cơ số 2 của biểu thức phân thức này là 56 phần 9. Đúng chưa? Trừ đi đáp án. Đáp án là nhớ phải mở ngoặc đáp án nhé. Đây mở ngoặc đáp án này. Đúng không? Đáp án sẽ là 3 này. Cộng với A. A ở đây là logarit đúng không? Đấy. Logarit cơ số 2 của 7. Trừ đi 2B. B ở đây là logarit cơ số 2 của 3. Đó. Và lúc nãy mình mở ngoặc, bây giờ mình phải đóng ngoặc lại và kem ấn bằng. À, như vậy kết quả bằng 0. Như vậy thì nếu kết quả bằng 0 thì kem sẽ chọn phương án ở đây là phương án A. Đúng chưa? Tương tự như thế chúng ta chỉ việc thay cái đáp án này thôi. Nếu mình chưa ra được phương án chọn thì mình thay cái đáp án ở đây. Đúng không ạ? Đó. Ra một dạng nhá. Rồi, trường hợp thứ hai này. Câu số 2. Câu số 2 là thế này ạ. Tức là cái cách thứ nhất là mình dùng này đúng không? Rồi. Cách thứ hai nữa là cách thứ hai ạ. Đây là mình sẽ nhập cái A và B này vào phím nhớ. Sau đó thì mình sẽ lấy cái đề bài này mình trừ đi đúng cái biểu thức của đáp án luôn. Nhá, thì chúng ta sẽ bấm như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập logarit cơ số 2 của 7. Lưu vào phím nhớ thì các em ấn này. Ấn cái phím store này này. Được chưa? Store này, rồi ấn vào A. Đấy, khi máy mà nó hiện như thế này có nghĩa là nó đã lưu vào phím nhớ A nhá. Có nghĩa là mình gán cái logarit cơ số 2 của 7 này bằng A. Đấy, bây giờ tiếp tục này, cô gán cái logarit cơ số 2 của 3 là B thì khi cô muốn gán tiếp cô sẽ ấn phím AC. Rồi, nhập nào, logarit cơ số 2 của 3. Đúng không? Gán cho C này, so B. Đấy, cô đã gán cái này cho B theo đúng đề bài nhá. Rồi, bây giờ cô sẽ lấy cái đề bài đúng không? Theo đúng công thức này. Lấy đề bài trừ đi đáp án. Vậy cô sẽ được này, AC nhá. Lưu ý trong quá trình mình sử dụng phím nhớ thì mình không được bấm phím on. Bởi vì nếu không thì cái phím nhớ nó bị xóa hết. Rồi, logarit cơ số 2 của này 56 phần 9. Trừ đi này, mở ngoặc đơn đề bài này. Rồi này, trừ đáp án này, mở đơn nhá, 3 này cộng này
A đúng không? A nãy mình gắn là A lớn này, mình gọi A ra. Trừ đi 2B. Đóng hoặc đơn lại và ấn bằng. À, như vậy kết quả bằng 0, như vậy kết quả bằng 0 thì chọn. Bây giờ cô chỉ việc thử với này, cô sửa cái chỗ này đi làm phương án B chẳng hạn. Thì chắc chắn nó không thể đúng được đúng không? Vì mình chỉ có một đáp án đúng. Giờ chỗ này là 3 cộng A trừ B bình. Vậy cô sửa cái chỗ này là B bình. Đấy, và cô ấn bằng. Đấy, thì các em thấy kết quả khác không chưa ạ? Mà nếu kết quả khác không thì mình loại nó đi. Tương tự, đúng không? Thì đấy là cách mà chúng ta sử dụng phím nhớ. Bởi vì ví dụ như là chúng ta nhập cái này á, mà khi mình nhập mà các bạn nhập để cái số ra logarit này thì nó thường có các cái dấu đóng mở ngoặc, mà chúng ta nhập mà chúng ta quên đóng mở ngoặc là chúng ta bà máy nó sẽ báo lỗi, thì chúng ta sẽ phải mất công kiểm tra lại cái dấu đó, thì chúng ta rất dễ bị nhầm nhá. Ví dụ tương tự này với cái câu số 2, A bây giờ là logarit cơ số 8 của 225, thì cô bắt đầu nhập vào phím nhớ này, logarit cơ số 8 của 225 store này A. Bao giờ mà các em nhập máy mà nó thấy cái chữ mũi tên này A này, có nghĩa là các em đã lưu được cái logarit cơ số 8 của 225 vào A nhá. A được gắn như thế mà AC này, B này, logarit cơ số 2 của 15 store B. Đó, lưu vào B đúng không? Tiếp theo này. Họ nói là thì giữa A và B có hệ thức sau. Vậy thì muốn biết cái hệ thức nào là đúng, có nghĩa là các em sẽ dùng gì ạ? Vế trái trừ vế phải. Vế trái trừ mở bằng đơn vế phải và ấn bằng, nếu kết quả bằng 0 thì chọn. Đúng không? Rồi, vậy muốn cái đẳng thức nào đúng thì chúng ta sẽ lấy này. Vế trái là A. Ta gọi A ra, trừ đi vế phải. Đấy, vế phải ở đây là 2B trên 3. Thì cái này chúng ta có thể mở đóng ngoặc cũng được hoặc không cũng được. Bởi vì đây nó không có biểu thức tổng hiệu gì nữa đúng không? Trừ 2B chia 3. Đóng ngoặc bằng này. À, kết quả bằng 0. Như vậy phương án A sẽ đúng. Được chưa ạ? Phương án A sẽ đúng nhá. Thế bây giờ nếu chúng ta thử phương án khác chắc chắn phải sai. Ví dụ cô lấy A trừ đi này. Vế trái là A này. Trừ đi vế phải là B trên 2. Đóng ngoặc lại đúng không? Ấn bằng. Đấy, các em thấy là vế trái trừ vế phải khác không, như vậy là cái đẳng thức là không xảy ra. Đúng chưa? Tiếp theo này, câu 3 này. Câu 3 tương tự này. Họ nói là gì ạ? Đặt logarit cơ số 8 của 3 bằng P, logarit cơ số 3 của 5 bằng Q, hãy biểu thị đây là log của 5 theo P và Q. Rồi. Thì ở đây các cái đáp án là cô chưa ghi nhá. Thì bài này các em thử làm theo tự luận trước. Sau đó thì chúng ta sẽ thử đáp án. Được chưa ạ? Rồi cô sẽ bổ sung cái đáp án cho các em. Bây giờ câu 4 này. Câu 4 nhá. Đặt A bằng DPX, B bằng DP3, A bằng DP2, B là BP3. Hãy biểu thị LP của 36 theo AB, đúng không? Vậy chúng ta làm tương tự. Chúng ta tiếp tục lưu A và B. Rồi. DP2. Đóng ngoặc lại, đúng không? Rồi. Store A. Đó. Đã lưu vào A nhé. Các em nhìn cái mũi tên A này. Tiếp theo này. DP3. Bởi vì khi mà mình tính toán với logarit, bao giờ nó cũng có dấu mở ngoặc và mình phải đóng ngoặc. Store B. Đã lưu vào B nhé. Bây giờ này, biểu diễn, đây chính là đề bài đúng không? Và đây là các đáp án thì người ta đã ghi dưới dạng đẳng thức rồi. Vậy khi đã ghi dưới dạng đẳng thức thì các em lấy vế trái trừ vế phải, kết quả bằng 0 thì chọn nhé. Khác không thì loại nó đi. Rồi, cô ví dụ phương án A này. DP36 trừ đi mở ngoặc đơn đúng không? 2A cộng 2B đóng ngoặc đơn bằng. À, như vậy bằng 0, chọn phương án A. Chưa? Thế nếu mình thử với phương án B nhé, thì chỗ này mình chỉ việc sửa cái chỗ đáp án này đi thôi. Sửa cái vế phải này đi thôi ạ. Là thành B. Bằng. Đấy, thì các em thấy khác không đúng không? Cho nên B sẽ là gạch đi. B sai. Tiếp theo này, câu 5.
Đặt logarit cơ số 3 của 15 bằng m, hãy biểu diễn này. Logarit cơ số 25 của 15 theo m. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lưu cái này vào phím nhớ và mình cũng lấy vế trái trừ vế phải. Nếu kết quả bằng 0 thì chọn, đúng không? Rồi. Cô bấm bên này nhé. Tiếp theo này. Lưu cái này vào phím nhớ. Cơ số 3 của 15. Store A. Đã lưu phím nhớ nhé, mũi tên A rồi này. Bây giờ tiếp theo này, lấy vế trái trừ vế phải. Logarit cơ số 25 của 15 trừ đi vế phải, mở ngoặc đơn nhé. Phân thức này. Đúng không? M lúc nãy mình lưu vào phím A mà. Còn nếu các bạn thích lưu vào phím M thì trên máy nó có phím M đây này. Mình lưu phím M cũng được. Nhưng nãy cô lưu phím A. Cô coi như cái này nó một tham số thôi mà. Thế đây bây giờ cô sẽ gọi thay M này là A rồi đúng không? Thì cô sẽ gọi A nhé. A cộng 1. Đóng ngoặc lại. Bằng. Đấy. À kết quả khác không. Vậy phương án này loại. Cứ vế trái trừ vế phải bằng 0 đúng không? Tiếp theo này. Logarit 25 15 trừ đi. Ở đây là mở ngoặc phân thức này. A nhớ là lúc nãy mình gán vào phím nhớ nào, mình lôi cái phím nhớ đó ra. Mở ngoặc đơn này, A cộng 1. Đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. Đúng không? Bằng. Vẫn khác không, như vậy vẫn loại, đúng chưa? Ta C này. C này, logarit 25 15 trừ đi này, mở ngoặc đơn này, phân thức này. A này, mẫu này, A trừ 1. Đóng ngoặc bằng. Vẫn khác không, đúng chưa? Vậy mình thử sang D thì chắc chắn phải là D thôi, đúng không ạ? Bây giờ cô sửa này đi cho nhanh. Chỗ này là mẫu này nó sẽ thành 2 mở ngoặc và đóng ngoặc bằng. Đấy, như vậy kết quả bằng 0 đúng chưa? Thì ta chọn D. Bình thường mà đi thi ấy, thì mình bấm 3 cái mà không chọn được thì mình chọn D luôn nhé. Giờ câu 6 này. Cho các số thực K và R thỏa mãn này. K nhân 2 mũ R bằng 3, K nhân 4 mũ R bằng 15. Tìm R. Các đáp án là R bằng này, đúng chưa? Vậy thì các em tận dụng cho cô các cái đáp án này để mình lưu ở phím nhớ nhé. Thế thì ở đây mình có là KR thỏa mãn cái đẳng thức này. Thì các em sẽ sử dụng cho cô là cái giả thiết của mình ấy. Đây ạ. Đúng không? Mình có này. K nhân 2 mũ R bằng 3. Và đúng không? Có nghĩa là K và R thỏa mãn đồng thời hai cái đẳng thức này. Thì nó chính là và đúng chưa? Vậy từ hai cái đẳng thức này các em sẽ suy ra là K sẽ bằng 3 chia 2 mũ R. Bởi vì 2 mũ R là số dương rồi, cho nên cô chia được. Đúng không? Dương có nghĩa là đã khác không rồi đấy ạ. Cô chia cho một số khác không cô chia được, đúng chưa? Và 2K này là 1, như vậy có phải là cô dẫn tới cô có một cái đẳng thức là 3 chia. Đúng không? 2 mũ R phải bằng 15 chia cho 4 mũ R không? Đúng chưa? 3 chia 2 mũ R phải bằng 15 chia 4 mũ R. Đấy. Nếu như cái đẳng thức này mà đúng thì có nghĩa là cái R chính là cái giá trị mà thỏa mãn đẳng thức. Mà R thỏa mãn đẳng thức thì khi mình có R mình sẽ thay vào một trong hai phương trình để mình tìm ra K ấy gì. Đúng ạ. Vậy bây giờ mình sẽ kiểm tra R nhé. Rồi, bây giờ mình kiểm tra R này. Đây là vế trái của đẳng thức, đây vế phải của đẳng thức và R chính là các đáp án để bài cho, đúng không? Thế bây giờ cô sẽ lưu R vào phím nhớ này nhá. Cô lưu R vào phím nhớ. Bây giờ cô có tận 4 cái R cơ, đúng không? Cô sẽ lưu vào 4 phím nhớ nhá. 4 R ở 4 đáp án, cô lưu vào 4 phím nhớ này. Chúng ta có này. Đây. Rồi, logarit này. Phương án A là cơ số 2 của 3. Đúng không? Cơ số 2 nhá. Của 3 này. Đấy, so A này. Lưu vào phím nhớ A là phương án A nhé. Tiếp này. Logarit cơ số 2 của 5 so B này, lưu vào phím nhớ B nhé. Tiếp theo, logarit cơ số 3 của 5 lưu vào phím nhớ C này. Logarit cơ số 3 của 2 này lưu vào phím nhớ D nhé. Rồi,
Như vậy mình đã có 4 phương án, chính là 4 phím nhớ. Bây giờ các em sẽ dùng cái đẳng thức này để kiểm chứng đúng không? Lấy vế trái trừ vế phải và côn các cái phím nhớ ra, nếu như mà hiệu đó bằng 0 thì các em chọn. Vậy chúng ta có này, vế trái 3 chia 2 mũ r. Mũ r ở đây thì các em sẽ để ẩn x nhé. Để ẩn x cho cô. Rồi. Trừ đi này. 15. Thì mình coi r là ẩn mà, mình đang giải cái phương trình này đấy, đúng không ạ? Nhưng vì mình không không dùng phương pháp giải tự luận mà mình bấm máy thôi. Mũ x xong nhá, sau côn này. Côn. Đây chính là bài toán giải phương trình rồi đúng không? Côn này. Côn bây giờ mình gọi a ra, alpha a bằng như vậy giá trị khác không loại nhá. Côn tiếp của b bằng vẫn khác không. Côn tiếp bằng đã đúng không ạ? Bằng tiếp. Bằng không rồi. Như vậy phương án B của chúng ta là thấy bằng không. Đúng chưa? Bây giờ cô côn C thì chúng ta sẽ thấy không thể bằng không được này. Côn. Đúng không? C bằng này. Bằng. Đấy, chúng ta thấy khác không chưa ạ? Côn D cũng phải khác không nhé. Côn này. D bằng. Đấy, khác không đúng không? Chỉ có một phương án bằng không thôi. Có nghĩa là với cái giả thiết bài toán đề bài cho như thế này thì chúng ta đã đưa ra một cái phương trình với ẩn là R. Bởi vì nếu cái phương trình R này mà có nghiệm thì chúng ta sẽ tìm ra nghiệm K luôn, đúng không? Và các cái đáp án này chính là nghiệm của cái phương trình này. Đúng chưa? Đấy. Câu số 7 này. Đặt log của 3 bằng A, hãy biểu diễn theo A. Thế cái này đơn giản thôi đúng không? Chúng ta đây chính là đề bài này. Trừ đi đáp án này. Chúng ta lưu cái này vào phím nhớ và trừ đáp án. Nếu bằng 0 ta chọn. Nhá. Thì tương tự như thế các em sẽ tự làm cho cô. Còn bài 3 chúng ta suy nghĩ làm tự luận nhé.